Hello, Hiếu xin chào ở nhà nha. Hôm nay Hiếu đi sang bắt ong về rồi, giấc trưa có đi đặt một mớ 70 á cả nhà. Nay Hiếu sẽ đi quay thành phẩm đi thăm chuột nha cả nhà. Này, hành trình đi thăm chuột bữa đi. Rồi đi sang ong mà không có quay cả nhà ơi. Bên này thử đi quay có hơi may mắn được nhiều không? Hôm bữa cũng được 6 kg. Bữa nay đi đặt cũng có ít cả nhà, cũng đặt tầm cái 7 à. Nhưng mà biết nó may mắn được nhiều hay không nữa nè. Hôm nay thấy luồng thì cũng êm quá à. Mới ra cái clip cho anh em xem mà không biết sao nữa. Thì giờ Hiếu sẽ đi thăm nha cả nhà. Mời cả nhà cùng Hiếu đi thăm chuột. Chào cả nhà nha. Lại tới ruộng rồi cả nhà. Giờ dính đòn rồi. Mình mới lại tới đâu gọi mọi người. Đây, không có dính ta. Đây dính từng con cả nhà. Chà, chuột. Chuột yếu như ta. Nó ngủm luôn rồi cả nhà. Trúng nắng. Thì mình tắt cái mình gỡ chuột cả nhà. Mình gỡ xong mình gài lại cho cũ nha cả nhà. Một cái chưa có dính không cả nhà. Đây, anh em cũng gài nhiều. Đây chuột đang bới hang. Dính. Dính được con nữa cả nhà. Đây. Chuột bự quá. Để cho bá luôn nha cả nhà. Quay bật đèn flash lên cho nó rõ. Khá đã luôn nha cả nhà. Một ngày như vậy chứ quay lâu nhiều nhiều lắm, quay chắc nhưng mà quay không tắt đôi này nọ chắc khoảng 2-3 tiếng đồng hồ trời. Quay mà kiểu dạng đi đặt rồi quay luôn á, đi thăm nữa. Gà lại cho cũ. Không dính. Luôn cắt hay nè. Có chỗ cắt có chỗ không. À, chắc cũng thất bại nè. Dính nãy giờ dính được có mấy con. 30-40. Sáng rồi. 4 kg, 4 kg không khó. Nhiều quá. Em bị đặt nhiều quá. Còn nguyên si luôn. Anh em đi đặt trước rồi á, mình đi đặt sau, nói chung không hơn mấy rồi. Nó luồn đặt không dính ở nhà. Trời luôn. Anh em đặt trước rồi. Dính được con ở nhà. À chuột bự bự ra. Chuột này mới chạy đồng. Chuột mới lợi nè. Hổm nhỏ xíu bây giờ bự. Tắt cái mình sổ ngay cả nhà. Xong cái mình gài lại đi như cũ. Dính rồi cũng dày. Luồn nó nhiều quá. Bắt hết trơn rồi, em bắt hết trơn. Giờ trường cũng thấy dấu cũ.
Đây dính từng con. Chuẩn còn sót lại. Này là chuột luồn, chuột không mồi vậy. Chuột khá bự. Mà đã luôn cả nhà. Móc móc kiếm 2-3 ký sáng. Kiếm tiền mua rồi. Chuột đây mùa này đang cắt như vậy á. Nó đang chạy đồng dữ lắm. Nè, ngay trong cái luồng mới một cái một rồi thôi à. Nhiều khi sáng nó mới đi cũng có nữa. Chuột nhiều khi giờ này nó không chạy. Sáng cũng đi có. Hay là nhiều khi nó xuống sớm đúng không cả nhà. Xuống ruộng sớm. Mình dài không có dính. Ê, một em nữa đây. À, chút này dính đã. Mình không có tay ở luôn cả nhà. Dùng chân. Kẹp cái bẫy lại. Chứ phải chạy. Chuột ít mình làm quay như vậy mình thả được, chứ gặp chuột nhiều một cái một là làm cái đó nó phóng ra trơn luôn cả nhà. À, cho cả nhà xem nè. 4 5 6 7 3. Không thôi. 4 5 6 7. Ký lô rồi cả nhà. Mình úp cái mình quay tiếp. Cái này chết quớt rồi. Chưa có dính. Mấy cái cũng hết rồi. Còn mấy cái đây nữa là hết một luồng. Mình xuống luồng dưới kia. Không dính cả này. 3 cái 1 2 3. Không dính con nào hết. Thôi giờ mình tắt cái mình xuống dưới kia. Luồng kia con quay cho cả nhà xem. Cả nhà nha. Rồi mình tới luồng thứ hai. Rồi, dính được một con. Mình sổ nhà. Công việc của Hiếu cũng rất là vất vả nha cả nhà. Đi săn ong về phải đi gọi chuột. Mình muốn thành công mình phải làm, chứ mình không có lười nha. Những con muốn sau này thành công thì mình phải làm cố gắng như vậy cả nhà, chứ mình không có làm không có tiền đâu cả nhà. Đó thấy nha, công việc nào mình cũng phải làm hết nha, chứ không có mà chờ công việc nào đâu. Ở đó dính con rung hết cái bẹo cả nhà ơi. Tút kia xa nhìn thấy rung hết trơn. Trời ơi. Dính rung hết trơn. Đây vô đây luồng bên đây thấy ngon. Hình như kinh kia nó gài quá, ta gài nhiều quá, cái này gài ít lại nè, cho nên còn chuột nhiều nè, lại dồn nữa nha. Con nữa đây, luồng này dính êm ta, kẹp chân. Luồng này êm hơn luồng hồi nãy nha. Đây có cái đường nó mòn nó chui vô nè. Tên bên đây chạy chui. Đó, vô đây bụp dính. Đây, chắc cỡ ký mấy. Đây nữa. Luồn dính xiềng ta. Khá đã rồi nha. Cái luồng này dính xiềng luôn coi. Con nữa nè. Ừ, chuột nó bự. Quá đã luôn cả nhà. Đây. Phê chưa.
Sáng này có tiền nha, ăn hủ tiếu với cả nhà. Đấy. Ha à, rồi. Này cũng êm ta, cái luồng này cũng êm hết nha. Có mà thiệt, nhưng mà mình làm có tiền rồi đó. Mà đây, trời ơi, dính con nữa. Đấy, đã quá. Trúng rồi cả nhà. Cái dính xiền xiền vậy là thấy mê rồi. Đó, 2kg giờ nè, nhanh lắm. 14 con, 2kg chuột rồi. Ngoài. Chuột nhỏ rồi. 14, 15 con, 16 con ký. 16 là bù qua, còn con đều đều 14 con. Cây này không có dính đây nha. Đây. Đây có coi dính không ta? Đây rồi cái này có dính không? Cây đó. Cây này nó chạy tông méo sang bên luôn cả nhà thấy không? Nó chạy lên hay chạy xuống chẳng biết, nó chạy méo không. Cái này dính. Đây. À, đá nha. Hơn chút cái nha. Chỗ khúc kia với cái khúc này. Cũng ghê ta. Đó. Con khúc mà chuột nhé. Về. Khúc này đó, không có dính luôn cả nhà. Không, trời luôn. Dính một cái, dính được một cái. Sáng mới có dính. Cũng hơn 2kg chuột rồi đó cả nhà ơi. Kinh. Còn cái đây cũng gần hết 7 luôn rồi cả nhà. Dính nè. Chiều để dưới đó một cái ngon. Thôi, thì Hiếu xin kết thúc video cả nhà. Có gì sáng Hiếu quay okay. Quay thành phẩm thêm một lần nữa cho cả nhà xem. Đó, ai được 2kg mấy cả nhà. Thì sáng thì mình quay thành phẩm thêm một lần nữa. Sáng thì nhiều khi nó dính nhiều hơn, nhiều khi không có cũng có nữa cả nhà. Khi dính ít quá, làm ít video. Hey, xin chào cả nhà nhé. Sáng mình cũng đi cuốn bẫy về. Nãy giờ mình sạc điện thoại mình đang quên ra mình quên đem ra mình quay. Nãy mình xỏ ra hết mớ cả nhà, còn có mấy con. Đây. Này sáng đêm chắc cũng đã 6 kg chuột cả nhà. 5 kg mấy, 6 kg, 6 kg chuột. Chuột khá đã luôn. Đã chưa? Chuột lúc này ngon ngon mập mập không? Rồi. Dồn vô cục. Giờ Hiếu xin úp bây giờ mọi người. Mọi người xem thấy hay thì cho Hiếu xin một lượt đăng ký và một lượt like để Hiếu có động lực làm những video tiếp theo. Giờ thì Hiếu xin hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye.